Ôi chào các bạn, rất vui gặp các bạn trong tiết tin học hôm nay. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chủ đề 14, bảng và biểu đồ. Sau tiết học hôm nay, các bạn sẽ biết cách chèn bảng và định dạng được bảng, biết cách chèn biểu đồ và định dạng được biểu đồ. Đầu tiên, cô mời các bạn quan sát hai hình ảnh về thời khóa biểu sau. Các bạn ơi, sau khi các bạn quan sát hai thời khóa biểu, các bạn thấy thời khóa biểu nào dễ hiểu và đẹp hơn nào? À, là thời khóa biểu thứ hai đúng không nào? Thời khóa biểu thứ nhất là dạng liệt kê ra các tiết học, còn thời khóa biểu thứ hai được chuyển thành dạng bảng, nhìn dễ hiểu và đẹp hơn đúng không nào các bạn? Vậy làm sao để em có thể tạo được bảng như vậy? Cô trò chúng ta cùng tìm hiểu nội dung đầu tiên của bài học hôm nay. Hoạt động 1. Tìm hiểu kiến thức. 1. Chèn bảng. Cô sẽ giới thiệu với các bạn hai cách chèn bảng. Cách 1. Bước 1. Chọn thẻ insert, nhóm table. Bước 2. Chọn table và rê chuột kéo trong khung lưới đủ số cột và số dòng cần thiết. Nếu số cột, số dòng mà em cần tạo nhiều hơn số cột, số dòng có trong khung lưới, em phải chọn tiếp Insert Table. Trong hộp thoại Insert Table, em sẽ gõ số lượng cột và dòng cần tạo, rồi chọn OK. Cách 2, chọn biểu tượng Insert Table trên 4 cột size. Cô sẽ minh họa cách chèn bảng trên PowerPoint. Bước 1, các bạn vào thẻ lệnh Insert. Nhóm Table, các bạn chọn Table. Rê chuột kéo trong khung lưới đủ số cột và số dòng cần thiết. Rê chuột sang ngang để chọn cột và rê chuột xuống dưới để chọn dòng. Hoàn thành, cô sẽ nhấp chuột. Nếu số cột và số dòng mà em cần tạo nhiều hơn số cột và số dòng có trong khung lưới, thì em sẽ chọn lệnh Insert Table. Trong hộp thoại, em sẽ gõ số lượng cột vào ô Number of Column và gõ số dòng vào ô Number of Row, rồi chọn OK. Để chèn bảng bằng cách thứ hai, các bạn sẽ nhấp chọn biểu tượng Insert Table trên 4 cột line, sau đó nhập số cột vào ô Number of Column và nhập số hàng vào ô Number of Row. Hoàn tất, các bạn nhấp nút OK. Chúng ta đến với nội dung 2, định dạng bảng. Sau khi chèn bảng, các bạn sẽ thực hiện định dạng bảng. Chọn thẻ Design hoặc Layout trong Table 2 để thực hiện các thao tác định dạng bảng. Cô giới thiệu với các bạn, đây là các nút lệnh để định dạng bảng trong thẻ Design. Đầu tiên, nhóm lệnh Table Style dùng để chọn loại bảng. Tiếp theo, nút lệnh Shading dùng để thay đổi màu nền. Nút lệnh Border dùng để định dạng viền bảng. Nút lệnh Draw Table dùng để kẻ khung. Và nút lệnh Variety dùng để xóa bảng. Tiếp theo là các nút lệnh định dạng bảng trong thẻ Layout. Nút lệnh Delete dùng để xóa cột, dòng hoặc bảng. Nhóm lệnh Row and Column dùng để chèn cột, dòng. Nhóm lệnh Merge dùng để cột, tách ô. Cell Size dùng để chỉnh cột, dòng. Nhóm lệnh Alignment dùng để căn lề và hướng cho văn bản. Nhóm lệnh Table Size dùng để
thay đổi kích thước của bảng. Nhóm lệnh Arrange dùng để sắp xếp trong bảng. Các bạn quan sát, khi chúng ta nhấp chuột vào bảng vừa tạo, sẽ xuất hiện hai thẻ lệnh Design và Layout. Trong thẻ Design, ta có thể thay đổi loại bảng ở nhóm Table Style. Các bạn có thể rê chuột đến các loại bảng khác nhau và chọn loại cần dùng. Nút lệnh Shading dùng để đổi màu. Các bạn có thể đưa chuột đến từng màu và chọn màu mình cần. Tiếp theo, nút lệnh Border dùng để định dạng viền bảng. Trong Border có rất nhiều tùy chọn. Ví dụ, No Border là không có viền. Khi cô nhấp vào thì bảng của cô không còn những đường kẻ viền xung quanh. All Border có nghĩa là viền tất cả. Sau khi cô chọn thì bảng của cô đã có viền. Draw Table dùng để kẻ khung. Hiện tại bảng của cô có 6 cột và 5 dòng. Cô muốn cột 1 được chia làm 2 dòng thì cô sẽ nhấp chuột vào ô đầu tiên của cột 1. Chọn Draw Table. Khi đó, con chó chuột của cô biến thành hình cây bút. Cô sẽ kéo một đường ở ô thứ nhất. Như vậy, ô 1 ở cột 1 của cô đã được chia làm 2. Tiếp theo, nút lệnh Eraser dùng để xóa bảng. Cô muốn xóa đi ô cô vừa mới kẻ thêm ở ô 1. Cô thực hiện như sau. Nhấp vào nút lệnh Eraser. Con chó chuột biến thành hình của cô. Đưa con chó chuột đến đường kẻ cần xóa và nhấp chuột. Tiếp theo là thẻ lệnh Layout. Có các nút lệnh như Delete dùng để xóa, Delete Column để xóa cột, Delete Row để xóa hàng và Delete Table để xóa bảng. Muốn xóa cột, ta thực hiện như sau. Quét chọn cột cần xóa, vào nút lệnh Delete, chọn Delete Column. Muốn xóa hàng, ta thực hiện như sau. Quét chọn hàng cần xóa, vào Delete, chọn Delete Row. Các bạn có thể chèn thêm dòng và cột trong nhóm lệnh Row and Column. Muốn chèn thêm dòng, các bạn chọn nút lệnh Insert Above hoặc Insert Below. Cô muốn chèn thêm một dòng, cô nhấp vào. Muốn chèn thêm cột, các bạn nhấp vào nút lệnh Insert Left hoặc Insert Right để gộp hoặc tách ô. Gộp ô có nghĩa là từ hai ô trở lên được gộp chung là một ô. Để gộp ô, chúng ta thực hiện như sau. Quét chọn ô cần gộp, nhấp vào Merge. Muốn tách ô, ta cũng thực hiện quét ô cần tách, chọn Leave Cell. Nhập số cột và số dòng muốn tách. Ví dụ, cô muốn tách thành 2 cột và 1 dòng. Cô nhấn OK. Để thay đổi kích thước của ô, các bạn nhấp chuột vào ô cần thay đổi. Theo để thay đổi độ rộng của ô. Muốn ô rộng ra, các bạn tăng kích thước ô lên. Muốn nhỏ lại thì giảm xuống. Quen dùng để thay đổi độ rộng của ô. Muốn ô rộng ra, các bạn tăng lên. Và muốn nhỏ lại thì giảm xuống. Nhóm lệnh Alignment dùng để canh lề và hướng cho văn bản. Đây là các nút lệnh dùng để canh lề. Canh lề trái, canh lề giữa và canh lề phải. Canh lề trên, canh lề giữa và canh lề dưới. Nút lệnh Take Direction dùng để thay đổi hướng cho văn bản. Các bạn quan sát văn bản của cô đang được canh lề trái ở bên trên. Bây giờ cô muốn canh lề giữa ở bên dưới. Cô thực hiện như sau. Nhấp chuột vào nút canh lề giữa và chọn nút canh bên dưới. Tiếp theo, để thay đổi hướng cho văn bản, các bạn chọn Set Direction. Đưa con chuột vào các tùy chọn và quan sát sự thay đổi của văn bản.
chọn ra loại hướng mà các bạn cần. Ví dụ cô chọn xoay 270 độ, nhóm lệnh Table Size dùng để thay đổi kích thước của bảng, nhóm lệnh Array dùng để sắp xếp trong bảng, ví dụ Bring Forward là mang lên phía trên, Send Back là đẩy ra phía sau. Chúng ta đến với nội dung 3, chèn biểu đồ. Cách 1, chọn thẻ Insert, nhóm Illustration. Bước 2, chọn Chart. Cách 2, chọn biểu tượng Insert Chart trên bố cục line. Trong hội họa Insert Chart có rất nhiều loại biểu đồ. Chúng ta thường hay dùng những loại biểu đồ như Column là biểu đồ dạng cột, Line biểu đồ dạng đường kẻ, Pie biểu đồ dạng bánh, Bar biểu đồ dạng thanh. Chọn một trong các loại biểu đồ em cần rồi chọn OK. Một cửa sổ trang dữ liệu xuất hiện, điều chỉnh nội dung và các số liệu trong trang dữ liệu. Em sẽ có biểu đồ tương ứng trên slide. Định dạng biểu đồ. Nhấp đôi chuột vào các thành phần của biểu đồ, em sẽ thay đổi màu sắc của biểu đồ theo ý thích. Bây giờ cô sẽ minh họa trên PowerPoint. Để chèn biểu đồ, em nhấp chọn thẻ Insert. Trong nhóm Illustration, chọn Chart, chọn biểu đồ em cần và nhấn OK. Cửa sổ trang dữ liệu xuất hiện, em có thể điều chỉnh nội dung và dữ liệu trong trang dữ liệu. Ví dụ, cô đổi tên các cột. Sau khi điều chỉnh xong, các bạn sẽ khóa cửa sổ trang tính. Và chúng ta đã có được biểu đồ theo đúng nội dung mà chúng ta chỉnh sửa. Để định dạng biểu đồ, em nhấp đôi chuột vào các thành phần của biểu đồ. Sẽ xuất hiện hộp thoại Format Data File, hoặc các bạn có thể thay đổi ở trong thẻ lệnh Design. Chúng ta có thể chọn màu biểu đồ mà mình muốn. Chúng ta đến với hoạt động 2, trải nghiệm. Sau đây, cô có 3 câu hỏi trắc nghiệm. Cô và các bạn sẽ cùng nhau làm nhé. Câu số 1. Đối tượng nào sau đây không phải là một đối tượng trên slide? Cô có 4 đáp án: A. Picture, B. Checkbox, C. Word Art, D. Slide. Đáp án của câu hỏi này là D, slide. Chúng ta đến với câu hỏi 2. Để đưa một đối tượng vào slide, ta dùng thể lệnh nào sau đây? A, design, B, form, C, insert, D, animation. Đáp án của câu hỏi này là C, insert. Câu hỏi thứ 3, công cụ chèn biểu đồ thuộc nhóm nào trong thể lệnh Insert? A. Table, B. Illustration, C. Measure, D. Test. Đáp án của câu hỏi này là B. Illustration. Chúng ta đến với hoạt động 3, thực hành. Em hãy quan sát hình minh họa và điền vào chỗ trống. Bảng điểm có dòng và cột. Các bạn quan sát hình bên. Đây là bảng điểm kiểm tra cuối kỳ 1. Các bạn hãy xác định cho cô bảng điểm này có bao nhiêu dòng và bao nhiêu cột. Bảng điểm của cô có 7 dòng và 6 cột. Yêu cầu thứ hai, em hãy tạo bài trình chiếu gồm một slide như hình bên.
Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện. Đầu tiên, các bạn thực hiện đổi màu nền cho slide. Các bạn vào thẻ Design, chọn màu nền. Tiếp theo, các bạn chèn quật ảm vào thẻ lệnh Insert, chọn quật ảm. Di chuyển quật ảm, các bạn có thể thay đổi màu tương tự cho quật ảm thứ hai. Để chèn bảng, các bạn thực hiện như sau. Vào Insert, chọn Table. Bảng của cô có 7 dòng và 6 cột. Vì vậy, cô sẽ kéo xuống dưới 7 ô và kéo sang bên phải 6 cột. Hoàn tất, cô nhấn Thay đổi định dạng cho bảng. Các bạn vào thẻ lệnh Design, chọn loại bảng, di chuyển bảng xuống. Các bạn thấy ở ô dòng 1 cột 1 và dòng 2 cột 1 gộp lại thành một ô. Ta thực hiện như sau. Quét chọn hai ô, vào thẻ lệnh Layout, chọn Merge Cell. Tương tự, ô dòng 1 cột 2 và dòng 2 cột 2 cũng được gộp làm một ô. Các bạn thực hiện như sau. Quét chọn hai ô, vào thẻ lệnh Layout, chọn Merge Cell. Tương tự cho các ô còn lại. Tiếp theo, các bạn sẽ gõ dữ liệu vào bảng. Sau khi gõ xong, các bạn sẽ định dạng văn bản. Chúng ta sẽ kéo rộng bảng ra. Dòng 1 của bảng có chữ màu đỏ. Các bạn quét chọn và đổi thành chữ màu đỏ. Còn lại, chữ màu xanh, các bạn quét chọn hết. Chọn chữ màu xanh. Cuối cùng, các bạn căn lề cho văn bản. Căn lề giữa, chúng ta bôi đen. Vào Layout, chọn căn lề giữa. Ở giữa, chúng ta đến với hoạt động 4, khám phá và chia sẻ. Em hãy thêm một style và chèn một biểu đồ dạng cột. Thay đổi nội dung và số liệu trong trang dữ liệu như sau. Các bạn quan sát, đây là biểu đồ dạng cột và đây là trang dữ liệu đã được thay đổi. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện. Để chèn thêm một slide, các bạn vào thẻ lệnh Home, chọn New Slide. Tiếp theo, chúng ta chèn quật ảm. Thank you.
Để chèn biểu đồ, các bạn thực hiện như sau. Vào thể lệnh Insert, chọn Chart, chọn biểu đồ dạng cụ, nhấn OK. Một trang dữ liệu sẽ xuất hiện. Chúng ta sẽ thay đổi theo yêu cầu của đề bài. Sau khi thay đổi xong, các bạn khóa trang bản tính. Như vậy, cô vừa thay đổi dữ liệu cho bản tính. Bây giờ cô sẽ thay đổi màu sắc. Các bạn vào Design và chọn màu mình muốn. Như vậy, chúng ta đã tạo được một biểu đồ thống kê các lớp câu lạc bộ. Sau khi thoát khỏi trang dữ liệu, các bạn muốn mở lại trang dữ liệu, chúng ta thực hiện như sau. Các bạn vào thể lệnh Design, chọn Edit Data. Khi đó, trang dữ liệu sẽ xuất hiện trở lại nếu như các bạn có sự thay đổi hoặc thêm bớt. Chúng ta đến với hoạt động 5. Em có biết, em có thể thay đổi kiểu biểu đồ bằng một trong hai cách. Một, nhấp chuột phải vào biểu đồ, chọn Change Chart Type. 2. Trong Chart Tool, thẻ Design, nhóm Type, chọn Change Chart Type. Biểu đồ dạng line thường được dùng để so sánh dữ liệu có xu hướng liên tục. Các bạn có thể tìm hiểu thêm những mục này khi chúng ta có thời gian. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Các bạn xem lại nội dung bài học hôm nay, đọc bài và xem trước bài học tiếp theo, chủ đề 15, hoặc cảnh xuất hiện và tạo chú ý. Cô chúc các bạn chăm ngoan, học tốt và hẹn gặp lại các bạn trong tiết học tuần sau.